Chỉ các bạn 5 cách viết chữ sờ đẹp nha. Kiểu một classic mà cô giáo vẫn dạy, những cái đuôi nhớ móc lên thế này để nối với chữ phía sau cho mượt á. Kiểu 2, dáng giống kiểu 1 nhưng cho vòng móc to ra và điệu đà như vậy nè. Ri là ri khoái móc uốn éo kiểu này lắm. Kiểu 3 rất là dễ phối chữ, để đẹp thì cho phần trên bự hơn phần dưới nha. Kiểu này thì viết ở cuối chữ hay đầu chữ đều xinh hết á. Kiểu 4 phát triển hơn một xíu là cho chữ to ra và móc cái đuôi lên, hay dùng để viết hoa đầu câu hoặc là đầu đoạn nè. Kiểu cuối thì sau khi viết chữ S trơn, các bạn vạch ở hai đầu như thế này, có thể dùng để viết hoa luôn và nhìn nó hay hay đúng không? Tập nhiều thì chữ sờ sẽ đẹp hơn đó, các bạn cố lên nha!